Vâng, em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ lại lên sóng cho khách hàng nhà mình một mẫu xe bán tại Ford Ranger, số sàn một cầu. Bản này là bản 2.2 cho em. Bản nhập Thái đời 2013, Ford Ranger nhập Thái 2013. Em đang bán với giá là 415 triệu. Thì bây giờ em xin mời toàn thể khách hàng, những bác nào về bên công trình, công trường vừa muốn đi xe gia đình, vừa muốn đi xe mà có thể làm về công việc cho mình, ví dụ như cơ khí chẳng hạn, thì không thể bỏ qua một mẫu xe Ford Ranger nhà em đâu ạ. Biển thủ đô đẹp. Về máy móc của chiếc xe Ford Ranger thì các bác biết rồi, với cái động cơ 2.2 thì và gầm cao thì nó sẽ chinh phục được tất cả những cái khu vực, tất cả mọi lẻo đường luôn, dù là có khó đi đến đâu. Những dòng xe thấp, những dòng xe yếu không thể đi được thì bán tải nó vẫn là một số 1 lựa chọn, đúng không ạ? Sự lựa chọn số 1 khách hàng nhà mình. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Nhìn luôn cho em này, đèn pha là đèn halogen này, đèn gầm là đèn bi salon cực kỳ sắc nét cho em. Đứng xa hơn để các bác được nhìn rõ form dáng của em nó này. Với bốn quả lốp to bản trang bị này, các bác nhìn cho em. La răng thể thao, lốp to bản, các bác nhìn thấy chưa? Lốp rất là to, phanh ABS, gầm bệ để chuyên dành cho chinh phục mọi lẻo đường lên là rất là thoáng, cực kỳ thoáng cho em luôn. Có cho em là đèn xi nhan trên hông. Kệ bước chân lên xuống tất nhiên phải có rồi vì bán tải rất là cao. Cả những cái gương là các bác nhìn này, gương lồi, nhưng mà hai mắt gương lồi như thế này để nhìn được tất cả những cái điểm mù, điểm góc khuất mà các bác không thể nhìn thấy, thì có hai cái gương này dù rất là bé nhưng mà cực kỳ có võ này. Từng con ốc đẹp zin em cũng quay khách hàng nhà mình xem. Vừa đi gia đình mà lại vừa đi được công việc của mình, công trình, công trường, hay là các bác kỹ sư, hay là những cái bác mà làm như là vật liệu xây dựng hoặc là đi chở hàng nhé. Khung nhôm cửa kính này em quay hết tất cả này, chi tiết này, từng con ốc còn nguyên bút chấm sơn của em. Vào một cái mùa SEA Games thì các bác biết rồi đấy, lên đời xe xuống đời xe rất là nhiều. Thời điểm này sẽ có rất nhiều xe sang, rất nhiều xe đẹp, giá cực kỳ êm luôn. Em nói vậy là các bác hiểu rồi đúng không ạ? Màn hình giải trí thì có rồi nhá các bác nhé. Chiếc này có màn hình giải trí này, cam hành trình này, cam hành trình này, cam hành trình rất là to luôn, vừa là chống lóa cho mình luôn, vừa nhìn cam sau. Cần số này, các bác nhìn cho em này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Cần số 7 cấp như thế này này, cực kỳ sắc nét cho em, không hề bị mòn bóng này. Tay phanh đây. À, đây em này là em có cầu điện cho các bác nhé. 2H, 2H này, 4H này. Tức là khi mà các bác đi vào những cung đường như thế nào thì mình sẽ tùy chỉnh này. Bình thường các bác sẽ đi là 2H này, đi nhanh thì 4H này, mà lên khu vực neo thì là 4L này. Nói chung những cái này mà phải không thể múa dìu có mắt thợ được. Những bác nào mà chuyên đi bán tải nhìn phát là biết ngay cung đường nào các bác sẽ bật như thế, đúng không ạ? Một cầu số sàn 2013, bản này nhập Thái Nam cho em. Euro chuẩn đây các bác này, 12 vạn. 12 vạn rồi. Thế là cũng ít thôi đúng không ạ? 10 từ đời 2013, thế là đi cũng rất là ít thôi. Ghế da thì cực kỳ đẹp cho em. Ghế da các bác nhìn này, ghế da rất là đẹp luôn. Ngửa được tất cả này, ngửa ra chạy bằng cơ. Chỉnh ghế đây, khu vực chỉnh ghế đây này. Ghế da. Với chiếc xe này thì em nghĩ là cũng không phải lăn tăn quá là nhiều với cái mức 440 triệu. À đâu, 415 triệu. 415 triệu đời 2013. Thì các bác mà muốn lên đời xe cũng không phải phân vân quá là nhiều. Một chiếc xe có thể làm cho mình vừa làm kinh tế vừa chạy gia đình. Các bác nhìn cho em này, phía sau này có 4 cổng sạc USB. Kết nối vào đây là nghe nhạc được này, à là sạc pin được này. Đấy, những cổng sạc là những cái hình để, những cái hộp để đồ cá nhân rất là tiện ích luôn. Từng móc khóa còn nguyên zin bút chấm sơn của hàng xuất cho em này, keo chỉ zin cánh cửa này. Từng con ốc còn đẹp căng, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa cho em. Keo chỉ zin các bác nhìn này, keo chỉ zin này. Những bác nào mà công trình, công trường, chạy gia đình thì các bác cứ quất bán tải cho em đi. Quay ra khu vực phía sau thì nổi bật là cái cụm đèn hậu phía sau. Thiết kế rất là to bản và chia làm 3 ô sắc nét như thế này á. Rất là sắc nét luôn, biển thủ đô Ford Ranger 2013, bản nhập Thái Lan. Ôi, mở cốp. Ôi, em sẽ mở ngửa hẳn phần khoang cốp ra. Khoang cốp thì vẫn còn hở như thế này. Tùy vào công việc và mục đích sử dụng khách hàng, nhiều bác thì sẽ phải về lại phải là thích thì lại công việc của mình thì lại
mua thêm nắp thùng lắp vào. Còn nhiều bác thì để như này để chở hàng rất là tiện luôn. 415 triệu, địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá Liên Hợp, thành phố Hải Dương. Ôi cái này nó nặng quá. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn để cho mình một cái giá đẹp nhất này. 415 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác đỡ phải đi lại vất vả này. Đến xem xe thậm chí em vẫn linh động thêm để các bác hoàn toàn yên tâm. Ghế ra hàng ghế thứ hai này, sắc nét cho em chưa ạ? Cực kỳ đẹp luôn, gầm bệ thoáng cao. Táp ly cửa, táp lô cửa không phải nghĩ ạ. Những cái đấy là những cái không phải nghĩ rồi. Một chiếc xe đẹp táp ly, táp lô nó phải đẹp rồi. Mà xe thì em đã cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước. Thì các bác còn cái gì để lăn tăn nữa nào. Giá 415 triệu lại bao rút hồ sơ cho mình. Thiện chí là vẫn còn linh động thêm. Đến xem xe và chạy và cả trải nghiệm đi ạ. Chạy và trải nghiệm đi. Xem xe có được đúng như lời em Lê Hương nói không ạ? Suốt ngày theo dõi em Lê Hương theo live stream rồi. Thấy em Hương bán xe rất là tốt luôn. Ngày nào cũng chốt xe mà khách hàng ủng hộ rất là nhiều. Nếu như kinh tế mình hơi hụt thì mình cố gắng thêm một chút. Không mấy khi mà có một chiếc xe đẹp. Thì cứ lên đi ạ, mạnh dạn lên ạ. Lốp xe đây các bác nhìn này, phanh ABS, lốp xe này, gầm bẹ này. Đi bán tải nó sẽ cho mình một cái cảm giác nó sẽ khác hoàn toàn với những dòng xe khác đúng không ạ? Em sẽ quay khoang trái tim của chiếc xe là gì? Khoang động cơ máy móc của chiếc xe cho tất cả khách hàng nhà mình xem. Xem khoang động cơ máy móc của chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2013, số sàn 1 cầu, bản nhập Thái Lan. Giá chào bán 415 triệu. Em xin phép được kê điện thoại vào đây này. 415 triệu cho chiếc xe Ford Ranger đây ạ. Đây từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng sẽ quay cho khách hàng nhà mình xem. Một chiếc xe với tầm nhìn ngồi ngang với chiếc xe container. Đọc cái mặt ga lăng ở cái mặt mặt đầu xe là đứng bên ngang người em Hương rồi. Kiễng mãi mới mở được lắp capo lên để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng này. Từng bút chấm QC, chấm sơn của nhà sản xuất còn nguyên này. Ốc mặt máy này, ốc cam này, ốc dàn cò các bác nhìn cho em nào, xem có là bị bận chưa nào, cái nào bị xoáy chưa nào. Nước làm mát xanh led, bút chấm sơn QC từng góc ngách còn đẹp như thế này. Thì lý do gì mà các bác không chốt ạ? Chất lượng thì em đã cam kết rồi, về giá thì em còn linh động thêm. Không chốt thì làm gì có xe đẹp mà đi đâu ạ, đúng không ạ? Đúng người, đúng thời điểm, đúng video, đúng xe mà em Lê Hương bán cho khách hàng nhà mình là quá chuẩn chỉ rồi. Nhấc máy lên đi ạ, gọi ngay cho em Lê Hương 0354602790 2013 415 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới toàn thể khách hàng thân yêu. Ôi trời ơi, đặc quá. Vừa rồi thì em Lê Hương ô tô Hải Dương đã quay một video chi tiết nhất về bán tải Ford Ranger biển Thủ Đô. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe là được sản xuất năm 2013, nhập Thái Lan, số sàn 1 cầu, giá chào bán 415 triệu. Giá em sẽ bao rút hồ sơ cho tất cả khách hàng nhà mình và có linh động thêm nếu như khách hàng đến xem xe trực tiếp, chốt xe, kể cả chốt trên live stream, chốt trên video em vẫn có thể linh hoạt về giá cho mình. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu để xem hết được video của em. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo. Đừng quên rằng 11:30 các ngày em Lê Hương sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em. Rất mong khách hàng sẽ xem ủng hộ em ạ. Địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.